Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, bão số 3 không đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hóa, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão sẽ có gió lớn biển động mạnh. Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các địa phương phía Bắc và Tây Bắc, sẽ có mưa vừa đến mưa lớn. Dự báo, vùng biển ven bờ Thanh Hóa bao gồm các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, thành phố Sầm Sơn, Quảng Sương, thị xã Nghi Sơn và đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót, sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Ngày 8 tháng 9, ở vùng biển ven bờ bao gồm các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, thành phố Sầm Sơn, Quảng Sương, thị xã Nghi Sơn và đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót. Có gió đông nam, gió nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, vùng biển ngoài khơi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 3. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển Thanh Hóa đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.